Bộ Công Thương vừa chính thức ký kết biên bản ghi nhớ với tập đoàn bán lẻ Aeon Nhật Bản. Mục tiêu tới năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt vào Nhật thông qua Aeon đạt 500 triệu đô la Mỹ và sẽ lên tới 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tuy nhiên, làm sao để hiện thực hóa những con số này? Vào siêu thị ngoại được xem là cách để hàng Việt có thể ra thế giới. Có cách nào để nhận được tấm visa này? Góc nhìn từ ông Yujiro Shiotani, tổng giám đốc Aeon Top Value. Câu hỏi đầu tiên thưa ông, đó là theo ông thì hàng hóa Việt Nam có những ưu điểm gì cũng như có điểm nào cần phải cải thiện ạ? Những nhà sản xuất Việt Nam rất giỏi trong sản xuất hàng hóa nhưng tìm được nguyên liệu ở đây thì rất khó khăn. Chẳng hạn đối với hàng may mặc được xuất ra bên ngoài nhiều nhưng tìm nguyên liệu vải khá khó khăn và chúng tôi phải nhập từ nước ngoài về. Tốn nhiều chi phí cho việc nhập nguyên liệu, gia công sau đó lại xuất trở đi. Đây là những khoản chi phí không cần thiết. Nếu có thể chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ, loại vải mong muốn ở Việt Nam thì lượng sản xuất và lợi nhuận đều có thể tăng lên. Như vậy là để hàng của Việt Nam lên kệ được của hệ thống siêu thị Aeon ở Nhật cũng như trên toàn thế giới thì cần phải vượt qua những tiêu chuẩn nào ạ? Chúng tôi đã làm việc với nhiều nhà máy Việt Nam. Trọng tâm của Aeon khi khảo sát các nhà máy đó là sản phẩm phải an toàn với người tiêu dùng. Ví dụ mặt hàng phở chúng tôi rất muốn đưa đi Nhật. Nhưng qua quá trình khảo sát của chúng tôi, phát hiện ra gia vị sử dụng trong sản phẩm được đơn vị này mua từ bên ngoài, nhưng chính họ cũng không biết rõ nguồn gốc như thế nào. Và khi tiến hành kiểm nghiệm, thành phần này cũng không được phép sử dụng theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Như vậy, chúng tôi không thể xúc tiến việc xuất khẩu. Chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là nếu nhà cung cấp Việt Nam chú ý đến thành phần nguyên liệu sử dụng cho sản phẩm, thì nó mới thực sự an toàn vào Aeon được. Vậy hệ thống Aeon sẽ cam kết hỗ trợ như thế nào đối với các doanh nghiệp Việt Nam để hàng của Việt Nam có thể xuất hiện ở trên các kệ hàng của Aeon trên thế giới một cách bền vững và lâu dài ạ? Aeon Top Value có nhiều kiến thức chuyên môn về phát triển sản phẩm, sản xuất hàng hóa. Thứ hai về thương mại, Top Value cũng là chuyên gia. Đối với nhà cung cấp Việt Nam, chúng tôi sẽ hướng dẫn về quản lý chất lượng và quản lý quy trình sản xuất. Thực ra để đưa hàng xuất khẩu được phải đáp ứng tiêu chuẩn tầm quốc tế, vì mỗi thị trường đều có tiêu chuẩn riêng, chưa kể tập quán của người tiêu dùng nước đó. Nếu nhà cung cấp Việt Nam không có kinh nghiệm sẽ không chọn được hàng hóa phù hợp. Aeon có kinh nghiệm nên sẽ hợp tác với nhà cung cấp Việt Nam để làm sản phẩm phù hợp với thị trường. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với VTV.